Ơi chào anh em nha. Hôm nay bình xăng lại về nữa anh em ơi. Về nhiều lắm nha anh em, để về phục vụ anh em. Thì bữa nay mình có những cái bình tầm trung anh em để về gắn đi cài đi cấy ha, giá rẻ nha anh em. Bây giờ mình quay mấy cái bình giá rẻ trước đi nha. Quay thái rim đồ rồi các cái rồi có đủ nha anh em. Còn anh em nào mà muốn bình là phu chờ đẹp thì có, mình còn được mấy bình nha, còn được 6 bình cọp nha anh em. 6 bình này là 6 bình đẹp nha, bình nào cũng đẹp nha, lung linh nha anh em. Mấy cái bình này mình chưa vệ sinh nha, vệ sinh là còn đẹp mà khỏi chê nè anh em, thấy không, tay cầm đồ nè đó, xanh lè luôn nha anh em. Ở trong điện thoại mình nó hơi tối thôi, chứ ở ngoài là nó còn cái gam á, cái bình mà nó còn cái gam nó còn rất là đẹp nha anh em. Nè, cái gam nó còn bảy, giống như là 7 màu vậy đó. Đó, bình nào như bình ấy nha anh em, phải không? Bao đẹp. 6 bình phun chờ 1 nha, là đẹp lung linh nha anh em. Nào xài lung linh thì cứ alo cho mình. Nên mình về được 15 cái của phun chờ anh em. Phun chờ neo 125. Đó, chưa vệ sinh. Trái ga kim đót thì bao anh em đẹp, để mình mở ra thử coi. Chơi ra kim đốt thì mấy cái bình này là đẹp nha anh em. Nó hơi dơ. Đó anh em, chơi ra kim đốt nè. Không có một cái lưới liếm luôn á anh em. Này là khối trắng nha, không phải nha. Cái kim mà bao đẹp chưa vệ sinh. Anh em nào chơi những cái bình chưa vệ sinh gì á, mình bán sỉ cho anh em luôn, anh em về anh em vệ sinh cho anh em xài. Bình này là bao anh em là nguyên zin nha. Nó hơi tối thôi, anh em về anh em vệ sinh. Bên này nha, mình mà vệ sinh cái là bật trắng bốc luôn nha anh em. Lung linh nha. Bình này là anh em nào xài mình để là 700.000 một bình. Mình mà vệ sinh là cái bình là nó lên tới cả triệu nha anh em. Đó, 700.000 bán sổ cho anh em, về anh em làm luôn. Một đống bình luôn. Còn ở đây thì những cái bình quay thái, bình nước da ở ngoài nó không được đẹp, hơi xấu xíu thôi, mà ở trong trái ga thì mình bao anh em là trái ga kim đót đẹp nha, nguyên zin. Bán anh em hả 650 một bình. Anh em nào xài inbox mình đó nè, trái ga kim đót này anh em thấy không, sử dụng bình thường, anh em về anh em vệ sinh là sử dụng bình thường. 650 một bình, bình nói chung là bình không có xấu lắm nha anh em, cũng không tệ lắm, tới chỉ cái nước da nó hơi tối thôi. Anh em về anh em rửa là cái là nó lên, rửa là nó lên màu đẹp liền, chín chín. 650 một bình nha anh em, còn nhiều lắm nha anh em. Đây là mấy cái bình Supreme nè, nguyên zin, cái ga kim đó đẹp đời cao nè, hàng ngày đời cao nha anh em. Này mình bán 750 một bình, đời cao. Anh em thấy không? 750 bình đẹp nha, còn bình chung chung là mình bán anh em 650 nha. 650 700 rồi đó. Đó. Cỡ này nè, hai bình này cỡ này nè. Anh em nào lấy cặp này đi, mình để rẻ rồi cho anh em xài nè, số 1, số 5 nè. Cặp hao Supreme đời cao nha anh em. Một cái đời cao, một cái đời thấp. Tay rồi là còn đẹp nha anh em. Đó. Thì cặp này mình bán anh em đẩy anh em lại 1.3 triệu đi, 650 một cái thôi. Cặp này 1.3 triệu. Đây còn cặp nữa. Đó. Cơ cặp này anh em 1.3 triệu nha anh em. Cặp là 1.3 triệu. Đó. Lấy một cặp 1.3 triệu, còn anh em lấy một cái là 700.000. Đây. Này, bình xăng 99 đây. Bình này lấy anh em lại 650 nè. Đó. Anh em về tự làm tự xây tự đi, 650 chưa vệ sinh á, về dịch anh em tự vệ sinh cái anh em đi thôi. Này bán xả rồi anh em ha. Còn nhiều quá vẫn xả bớt. Đây Supreme nữa. Còn đây bình xăng 2.000.
Supreme đề cao. Này Supreme nó còn có chục cái đó, anh em, chục mười mấy á, chính chính mình này hơi đẹp xíu nha anh em. Bên này anh em nào chơi thì mình để là 8 xị thôi, anh em chơi 800.000 bao trái ga kim đốt zin. Đây em mở cái bình này ra, bình này thấy khá khá nè, bình này mình chưa vệ sinh nha anh em, vệ sinh nó cũng hơi đẹp á, nó nằm cũng hàng khá chứ không được lung linh thôi. Đây trái ga đây anh em ha, trái ga là wow anh em luôn nha, trái ga kim đốt là bao đẹp. Mấy cái bình này là quan trọng với trái ga kim đốt thôi anh em, còn nó mà anh em mà về anh em nói không có garanti này kia nọ anh em dở lắm luôn á, thiệt luôn á, nó buộc phải có garanti, anh em về anh em rửa sạch thôi, canh lắc lơ lên là đi thôi, canh theo máy mình đi thôi, vậy thôi. Nhiều khi đó, anh em xe bị lửa rồi bị bọng nữa chứ không phải bị bình đâu. Đây con cái nữa nè, trái số 2 này 99 nè anh em thấy không, để anh em lợi 600 cái này, anh em nào chơi anh boss mình nha. Đây số 2 nè 600.000 nè, tay nè anh em thấy tay không, tay lung linh luôn. Mấy cái bình này á ở trong nó còn đẹp, tại ở ngoài anh em hiểu không, nó lâu năm thì nó bị oxy hóa, nó bằng nhôm mà, antimon nhôm mà, nó oxy hóa nó màu đen thôi. Anh em về anh em lấy đồ anh em dầu xăng xăng anh em rửa mới ton. Nè trái ga kim đốt nè anh em thấy không, bình mình là trái ga kim đốt là bao đẹp, 99. Bữa nay xả nhiều quá, nay về đồ nhiều quá xả, anh em bớt anh em chơi phút trời một. Đây 99 nữa nè anh em thấy không, trái ga kim đốt thì anh em khỏi bàn, mà mình phải mở ra, mở qua mình mở ra mình quay cho anh em coi đó. Chơi gà trắng phiếu, chơi gà kim đốt bao đẹp nha anh em, không có chạy chùa nha anh em, bữa giờ lu bu quá không có mở ra kiểm tra để quay cho anh em coi. Đó mấy cái bình xăng này nè, như cỡ như bình này mình bán 600.000 bình, 600 bao anh em về anh em xài, bao trái ga kim đốt zin nha anh em. Còn anh em về anh em vệ sinh thật là sạch đi, anh em gắn đi là có garanti hết chứ không có bình nào mà không có garanti á. Supreme. Ai chơi bình này không? Đó tay 7 màu. Giá rẻ thôi. Bình này xả cho anh em 550 một cái nha. Nè bình này nè, nó có mã số là L03 anh em thấy không, 6 xị, trái ga kim đó thì khỏi bàn đó, nó chỉ hơi cái oxy hóa nó hơi xấu quá hoài thôi. Mình mua dễ dễ nè, mình mua về mình gắn xe đi cài đi cấy anh em đúng không, càng chi bình đẹp đó nè, xấu xấu vậy nè, ở ngoài xấu rồi ở trong là ok. Đó, bình này cũng 600 nè anh em, 600 B18 xấu rồi chứ ở trong không xấu nha anh em, thấy không, không phải liếm đâu nha anh em, mấy cái ga này không phải liếm đâu nha, cái ga này bao liếm luôn á, trắng thôi. Bữa nay bình xăng về nhiều á, xả bớt anh em, bình đẹp thì giá khác, nói chung tiền nào của đó anh em, đúng không, tiền nào của đó. Đây phu chờ nè, bình này đẹp nè, bên này đẹp mà nè, cái nước ga nó không được sáng mấy, thôi kệ nó, cho nó vô thành cái hàng xấu đi ha. Anh em nào lấy bình này mình để 650 nha. Đó nó không có lấy đâu nha anh em, tại vì mình quay ngược cái chiều á đó, 600 anh em về anh em giữa là anh em xài 125, bình đẹp 750. Đây
Còn bên này 600. Anh em nào chơi cái ga kim đót đẹp đó, xấu ở ngoài thôi, 600 ship tới nhà anh em trả tiền vậy thôi. Đó, bình xấu nó nước da xanh lẹ luôn anh em thấy không, bán xả. Bữa nay đồ nhiều quá, mấy bình mà không được đẹp á, thì mình bán cái giá sỉ để anh em về anh em đi cậy đi cấy. Còn chẳng hạn như những cái bình cọp á, thì mình bán cái giá cọp nha anh em. Bình nào mà nó gơ vô thằng cọp á, thì mình bán cái giá nó nhích lên xíu nha anh em. Chứ anh em nghĩ đi, bình đẹp mà bán cái giá mà như ve chai á, còn mấy bình xấu thì sao mình bán được. Đã bình cọp là còn đáng, bán vậy nè, ve chai luôn rồi, đúng không? Đó, anh em giờ anh em lựa đi, anh em lựa xong những cái lựa thì dĩ nhiên anh em phải lựa bình đẹp thôi, rồi bình xấu anh bán cho ai, đúng không? Nè, giống như cái bình này nhìn được nè anh em, đây quay cho anh em coi, tại này nó hơi ấy á đó. Đó anh em thấy không, bình này được lắm nha anh em, bình này mình bán anh em xả anh em 7.5 luôn đó, 7.5 luôn. Rồi vậy đi ha, video tới đây xin kết thúc nha anh em. Cảm ơn anh em xem video của mình nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Đó bình Full Chanel á, thì mình để như nè, vì nhiều quá rồi chia lại anh em xài. Đó dạ, giá để anh em xài luôn, anh em về chỉ cần vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn. Đó anh em gắn vô là nổ máy là đi thôi, không có gì á, trái ga kim đót bao đẹp. Giữa không, chỉ anh em giữa luôn, hướng dẫn anh em giữa luôn, không có gì đâu khó. Anh em mua dầu Cajon á, cái dầu mà chạy dầu mà chạy xe tải á, anh em về anh em giữa là sạch à. Hoặc là xăng thơm, đó vậy thôi. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha.